Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 5601 gửi Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, yêu cầu tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, để góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân được đón xuân vui tươi, đầm ấm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch. Thực hiện kịp thời việc chi trả lương hưu và trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định.